Xin chào quý phụ huynh cùng các em học sinh. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ cùng các em đi chữa để kiểm tra giữa kỳ 2 với đề số 1. Nội dung này được trích ở trong cuốn sách để kiểm tra toàn 4 học kỳ 2. Bố mẹ có thể tham khảo cuốn sách này ở trên các sản thương mại điện tử hoặc ngoài các hiệu sách nhé. Chúng ta đi vào phần 1, phần trắc nghiệm chiếm 4 điểm để bài yêu cầu chúng ta khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Rút gọn phân số 9 phần 24 thì ta được phân số nào? À với câu 1 này thì chúng ta sẽ đi rút gọn phân số. Chúng ta có phân số 9 phần 24. Thì chúng ta nhận thấy rằng 9 phần 24 thì cả tử và mẫu đều chia cho 3. Chúng ta rút gọn cho 3 trước. 9 chia 3 được 3. 24 chia 3 thì được 8. Và phân số 3 phần 8 là phân số tối giản rồi. Như vậy thì rút gọn 9 phần 24 ta được phân số 3 phần 8. Các em chọn đáp án B. Câu 2, trong các phân số 18 phần 27, 12 phần 5, 35 phần 30, 32 phần 12 thì phân số bằng phân số 4 phần 5. À, phân số 4 phần 5. Chúng ta nhận thấy rằng phân số 4 phần 5 là một phân số bé hơn 1 như vậy thì chúng ta có thể loại bỏ hai đáp án 32 phần 12 và 35 phần 30 vì hai phân số này nó hơn 1. Vậy chúng ta sẽ đi rút gọn hai phân số 18 phần 27 và 12 phần 15 18 phần 27 thì nếu các em tinh ý thì các em sẽ nhận thấy rằng cả tử và mẫu đều chia hết cho cho 9 18 chia 9 được 2 27 chia 9 được 3 phân số 2 phần 3 như vậy đáp án 18 phần 27 không đúng rồi đáp án 12 phần 15 cả tử và mẫu đều chia hết cho 3 12 chia 3 được 4 15 chia 3 được 5 như vậy chúng ta thấy rằng phân số 12 phần 15 sẽ bằng phân số 4 phần 5. Câu 3, để bài yêu cầu chúng ta là hỏi rằng là giá trị của biểu thức 4 phần 3 nhân 4 phần 6 nhân 15 phần 8 nhân 6 phần 5 bằng bao nhiêu? Với bài tập này thì chúng ta phải tính thôi. Đầu tiên chúng ta có phân số 4 phần 3 nhân 4 phần 6 nhân 15 phần 8 và nhân với 6 phần 5. Bước đầu tiên của những dạng bài toán này chúng ta sẽ xem phân số tối giản chưa chúng ta rút gọn. 4 phần 3 chúng ta thấy rút tối giản rồi. Phân số 4 phần 6 rút gọn bằng 2 phần 3. Nhân với 15 phần 8. Và nhân với 6 phần, 6 phần 5. Chúng ta nhân tử với nhau đi. 4 nhân 2 nhân 15 nhân 6 phần 3 nhân 3 nhân 8 và nhân 5. Chúng ta nhận thấy này 4 x 2 thì bằng 8 Rút gọn cho 8 được chưa 3 nhân với 5 thì bằng 15 Rút gọn cho 15 Như vậy chúng ta còn trên tử bằng 6 Và dưới mẫu bằng 3 6 chia 3 thì bằng 2 Như vậy giá trị của biểu thức sẽ bằng 2 Các em cho đoán B Cô 4 biết 3 7 nhân x, x bằng 21 Để bài yêu cầu chúng ta là giá trị của x bằng bao nhiêu 3 phần 7 nhân x bằng 21 thì bài toán này là bài toán tìm x rồi. X đóng vai trò là một thừa số chưa biết. Thì x sẽ bằng tích 21 chia cho thừa số đã biết bằng 3 phần 7. 21 chia 3 phần 7 thì bằng 21 nhân với 7 phần 3. 21 chia 3 thì được 7, 7 nhân 7 bằng 49. Vậy chúng ta được x bằng 49. Em chọn đáp án A. Câu 5. Phân số bé nhất trong các phân số sau: 6/6, 8/10, 12/18 và 11/18. Trong các phân số này thì chúng ta thấy rằng phân số 11/8 nó hơn 1 này. 6/6 6 bằng 1 vì tử bằng mẫu. Duy nhất có hai phân số đó là phân số 8/10 và 12/18. Hai phân số này bé hơn 1. Do đó muốn tìm phân số bé nhất thì chúng ta sẽ đi so sánh hai phân số này. Đầu tiên chúng ta rút gọn xem chúng tối giản chưa thì 8/10 rút gọn cho 2 bằng 4/5. Còn 12/18 rút gọn cho mấy nhỉ? Cho 3 đúng không? 12/18, 12 chia 3 được 4, 18 chia 3 được 6. À 4/5 so sánh với 4/6. Đây là khi so sánh hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn, đúng chưa? Như vậy thì phân số bé nhất sẽ là phân số 4 phần 6 tương ứng với phân số 12 phần, 12 phần 18. Vậy chúng ta chọn đáp án C 12 phần 18. Chúng ta cùng sang tiếp với câu số 6. Đề bài cho này, biết x là số tự nhiên lớn nhất và 100 trên x lớn hơn 1. À, 100 trên x lớn hơn 1 này. Đầu tiên chúng ta phải thấy rằng x phải là những cái số mà phải bé hơn tử số thì phân số đó mới lớn hơn 1. Như vậy chúng ta sẽ có x sẽ bằng các giá trị nào em nhỉ? 1 2 3 cho đến 99 các số tự nhiên. Không thì không được rồi, đúng chưa? Thì những số mà nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 100 này. Phân số mà lớn hơn 1 thì tử số phải lớn hơn mẫu số, được chưa? Có nghĩa rằng mẫu số phải bé hơn tử số thì mẫu số sẽ bằng các giá trị 1, 2, 3, 4 cho đến 99. Như vậy chúng ta thấy rằng cái số tự nhiên lớn nhất sẽ phải là số 99. Vậy kèm cho đáp án A, 99. Chúng ta sang tiếp với câu số 7. Một cửa hàng có 45 kg gạo nếp. Cửa hàng đã bán được 5 phần 9 số gạo đó. Và đề bài hỏi rằng cửa hàng còn lại số kg gạo nếp là bao nhiêu? À, đầu tiên chúng ta thấy rằng cửa hàng có này. 45 kg gạo và đã bán đi 5 phần 9 số gạo đó như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính 45 nhân với 5 phần 9 thì sẽ ra số gạo đã bán 45 chia 9 được 5 5 x 5 bằng 25 kg như vậy thì có 45 và bán 25 như vậy còn 45 trừ 25 và bằng 20 kg vậy em chọn đáp án B con này dễ rồi. Câu 8 này, một hình chữ nhật có chiều dài 3 phần 4 m chiều rộng 2 phần 3 m để bài hỏi chu vi của hình chữ nhật đó. Chúng ta có công thức tính chu vi của hình chữ nhật thì bằng A cộng B nhân 2 với A là chiều dài B chiều rộng. Đúng chưa? Thay số vào thì chúng ta có chiều dài bằng 3 phần 4 chiều rộng bằng 2 phần 3 rồi nhân với 2. 3 phần 4 cộng 2 phần 3 thì mỗi chung bằng 12, 3 nhân 3 bằng 9. 2 x 4 bằng x 8 9 cộng 8 phần 12 nhân với 2 Tức là bằng 17 Phần 12 nhân 2 Cứ gọn đi Thì bằng 17 phần 6 m Vậy đáp án của chúng ta sẽ đáp án A 17 phần 6 m Chúng ta cùng sang tiếp với phần 2 với bài số 1 Đề bài yêu cầu chúng ta là gì nhỉ? À, đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức đúng không với bài tập số 2 này thì chúng ta sẽ phải thực hiện phép tính thôi nha yeah, chúng ta có 2 trừ 5 phần 7 cộng 9 phần 21 chúng ta nhận thấy rằng 21 này chia hết cho 7 và 21 cũng chia hết cho 1 do đó chúng ta sử dụng 21 là mẫu số chung như vậy thì 2 để đưa về mẫu 21 chúng ta lấy 2 nhân với 21 thì bằng 42 phần 21

21 chia 3 thì được 7. Như vậy chúng ta được phân số cuối cùng đó là gì nhỉ? 12/7. Chúng ta cùng xong tiếp với ý B. 5/8 chia 3 cộng với 25/24. Đầu tiên chúng ta nhận thấy rằng trong biểu thức này của chúng ta có phép chia và phép cộng. Vậy quy tắc của chúng ta phải thực hiện nhân chia trước và cộng trừ sau và chúng ta thực hiện 5/8 chia 3 trước. 5/8 chia 3 tức là 5/8 chia 3/1 thì chuyển thành 5 phần 8 nhân với 1 phần 3. 5 phần 8 nhân với 1 phần 3 rồi cộng với 25 phần 24. 5 phần 8 nhân 1 phần 3 thì bằng 5 phần 24 rồi cộng với 25 phần 24. 5 có 25 thì bằng 30 phần 24. 30 và 24 cùng chia hết cho 6. Chúng ta đưa gọi cho 6. 30 chia 6 được 5. 24 chia 6 được 4 và chúng ta được phân số tối giản 5 phần 4. Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 2 để bài yêu cầu tìm x. Ý A chúng ta có này 6 nhân x bằng 5 phần 8 chia 3 phần 4. Trong bài tập này thì chúng ta nhận thấy rằng x đóng vai trò là một thừa số chưa biết thì nguyên tắc nó sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết. Như vậy đầu tiên chúng ta phải đi tính giá trị của với phải trước. Vậy chúng ta giữ nguyên 6 nhân x bằng 5 phần 8 nhân 3 phần 4. Các em thực hiện ra ngoài nhá và ghi kết quả vào thôi các em nhé. 5 phần 8 chia 3 phần 4 nó sẽ bằng 5 phần 8 nhân với 4 phần 3 bằng 4 8 giữ gọn còn 2 như vậy còn 5 phần 6. Vậy 6 nhân x bằng 5 phần 6. Tới đây x sẽ bằng 5 phần 6 chia cho 6 và chúng ta có x bằng 5 phần 36. Ý B tương tự, đầu tiên chúng ta phải đi thực hiện với phải 4 trừ đi 23 phần 8 trước. Như vậy chúng ta giữ nguyên x chia cho 7 phần 9 bằng 4 trừ đi 23 phần 8 thì mẫu chung bằng 8 đúng không? 4 x 8 bằng 32 phần 8 trừ đi 23 phần 8 và bằng 9 phần 8. Như vậy chúng ta có x chia 7 phần 9 bằng 9 phần 8. Tới đây thì x sẽ bằng 9 phần 8 nhân với 7 phần 9. 9 với 9 gọn cho nhau như vậy chúng ta có x bằng 7 phần 8. Chúng ta cùng xong tiếp với bài số 3 để bài có nội dung như sau. Hai hộp đựng tất cả 9 phần 10 kg kẹo. Biết hộp thứ nhất đựng ít hơn hộp thứ hai 1 phần 5 kg kẹo. Hỏi mỗi hộp đựng bao nhiêu kg kẹo. Đọc đề bài thì các em có thể phát hiện ra được rằng đây là dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Đề bài cho biết hai hộp đựng tất cả 9 phần 10 kg gạo. Như vậy đề bài cho tổng bằng 9 phần 10. Biết hộp thứ nhất đựng ít hơn hộp thứ hai 1 phần 5 kg kẹo đúng không? Như vậy hiệu bằng 1 phần 5. Hộp thứ nhất ít hơn như vậy thì hộp thứ nhất đóng vai trò số bé bằng hộp 1 các em ạ. Bằng tổng trừ đi hiệu chia 2. Biết hộp 1 rồi các em tính được hộp 2 bằng tổng 9 phần 10 trừ đi hộp 1. Bài toán trở nên đơn giản rồi. Đầu tiên chúng ta trả lời bài toán rằng hộp thứ nhất đựng được số kg kẹo này. Chúng ta thực hiện 9 phần 10 trừ đi 1 phần 5 rồi chia cho 2. Phần kết quả các em thực hiện ra ngoài nháp nhé. 9 phần 10 trừ đi 1 phần 5 thì nó bằng 9 phần 10 trừ đi 2 phần 10 rồi chia cho 2. 9 trừ 2 thì bằng 7, 7 phần 10 chia 2 bằng 7 phần 10 nhân với 1 phần 2 và bằng 7 phần 20 các em ạ. Vậy chúng ta được kết quả bằng 7 phần 20 kg. Biết hộp thứ nhất rồi các em tính được hộp thứ hai. Được. Hộp thứ hai chúng ta lấy tổng là 9 phần 10 trừ đi 7 phần 20. 9 phần 10 chúng ta quy đồng thành 18 phần 20. 18 trừ đi 7 thì bằng 11 phần 20 đơn vị kg. Kem đáp số bài toán. Bài toán này chúng ta có hai đáp số. Đáp số này hộp thứ nhất và hộp thứ hai. Hộp thứ nhất của chúng ta là 7 phần 20 kg kẹo. Và hộp thứ hai. 11 phần 20 kg kẹo. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 3 cũng là bài tập cuối cùng trong đề kiểm tra giữa kỳ 2 số 1 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.